Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh Tôi Người Vùng Cao. Hiện tại thì Vinh đang trên đường đi ra chợ ngựa ở chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Cái chợ ngựa thì nằm ở phía bên ngoài chợ một chút. Và đây là đường đi ra ngoài chợ này. Đó. Chợ ngựa thì ngày xưa là một cái chợ phải nói là đông đúc nhất trong các loại chợ, đông hơn cả chợ Châu nữa. Nhưng mà do là cái giá trị của con ngựa nó cũng không được cao cho nên là bây giờ chợ ngựa nó đã thu hẹp đi rất là nhiều các bạn ạ. Chợ ngựa Bắc Hà ngày xưa ấy, mọi người search trên Google có thể thấy là chợ ngựa ngày xưa là rất là rộng và rất là lớn và rất là đặc sắc, rất là nhiều con ngựa. Bây giờ thì ngựa đã ít đi rất là nhiều rồi các bạn ạ. Giờ là chúng ta chuẩn bị đến cái khu chợ ngựa rồi đây này. Đó. Chợ ngựa ngày hôm nay thì Vinh thấy là cũng khá là đông người đi bán này. Chúng ta thử ra xem là có những cái con ngựa gì nó đặc biệt, nó đẹp không nhá. Đến chợ ngựa chơi thì chúng ta nên cẩn thận một chút, bởi vì là con ngựa nó có khả năng nó dễ là đá người các bạn, chứ không như kiểu là chợ trâu. Chợ trâu thì những con trâu nó khá là hiền các bạn ạ. Đây là một chú ngựa ngựa cái hay là ngựa đực nhỉ, ngựa cái các bạn ạ. Đó. Hôm nay là rất là nhiều ngựa luôn này. Ở đây là có hai mẹ con ngựa, nhìn chú ngựa con nhìn rất là xinh này. Đấy, hai mẹ con ngựa đang gãi lưng cho nhau này. Đây cũng có một đôi ngựa, hai mẹ con. Còn bên này là cả ngựa đực, cả ngựa cái các bạn ạ. Đó. Đây là những chú ngựa cái các bạn ạ. Đó. Ngày xưa chợ ngựa thì rất là nhiều ngựa to, ngựa đẹp luôn các bạn. Bây giờ cũng có ngựa đẹp nhưng mà rất là ít. Còn đây là một con ngựa cái rất là to và đẹp. Một con ngựa con này. Chủ yếu là giao dịch ngựa cái là chính các bạn ạ. Ngựa cái là để người ta mang về nuôi, sau đó cho nó sinh nở rồi là lại nuôi lớn xong rồi bán tiếp ấy. Ngựa đực thì ít, chủ yếu là ngựa con. Ngựa đực thì người ta nuôi để mang đi đua. Ở trên Bắc Hà là có cái lễ hội đua ngựa, tại vì là ngựa ở trên Bắc Hà là một loại con vật phổ biến từ ngày xưa, đi lại cũng dùng ngựa. Ngày xưa là đi học hay là đi chơi, đi làm đi bằng ngựa các bạn ạ. Còn bây giờ là khác xưa rất là nhiều rồi. Ở đây có hai con ngựa là giống như kiểu ngựa bạch ấy các bạn ạ. Con ngựa con ấy. À, không phải ngựa bạch các bạn ạ, đây là ngựa bình thường nhưng mà màu lông này thôi. Hôm nay là không thấy con ngựa bạch nào các bạn ạ, toàn thấy ngựa bình thường. Đây là một con ngựa khá là to đẹp. Ở phía cuối này chúng ta vẫn còn thấy một vài con ngựa nữa các bạn ạ. Đây là ngựa đực. Ngựa đực thì sẽ phải buộc ở một cái khu riêng, tại vì là nó rất là
năng động. Đó, con ngựa này là mang đi đua này. Mình có cầu giảm rồi. Này cứ mà thì nó phản đổi cái nó. Đây giới thiệu với các bạn, đây là anh Vàng Văn Cương các bạn ạ. À, chuyên đi đua ngựa ở trên lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà đây các bạn. Hôm nay là anh mang ngựa đi bán à anh? Đấy, chợ chơi thôi. À đây à? Mang ra đi chơi thôi à? Con này năm ngoái vừa đua phải không? Con này mới mua về. À đây à? Vừa mua thôi à? Bao tiền đấy anh? 45 triệu con ngựa này các bạn ạ. Đó, nhìn rất là lực lưỡng, nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Nếu mà mọi người muốn xem lại những cái cuộc đua ngựa rất là kịch tính ở lễ hội đua ngựa Bắc Hà thì có thể truy cập vào kênh Tôi Người Vùng Cao để xem lại nhá. Ở đây ngoài mang ngựa đi bán này còn có cả mang ngựa đi chơi nữa các bạn ạ. Như kiểu là người mình cũng đi giao lưu mà ngựa cũng đi giao lưu ấy. Đó. Kiểu như là mang ngựa đi để cho nó gặp gỡ bạn bè ấy. Phía trước chợ ngựa này có một cái nhà sàn nhìn rất là đẹp, hoành tráng này. Rồi, có lẽ là cái video về chợ ngựa ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Bye bye.